Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV, kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai, cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của người dân trong tỉnh và cả nước. Chương trình trưa nay Chủ nhật ngày 9 tháng 6 năm 2024 sẽ có các thông tin đáng chú ý sau đây. Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam. Cần trục trên xà lan va đập cuốn đổ sập nhà dân xuống sông Đồng Nai. Cựu chiến binh tiên phong làm du lịch sinh thái vườn. Mở đầu sẽ là những thông tin về pháp luật. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bạc Liêu thông tin, đơn vị này vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trọng Bằng, sinh năm 1981, ngụ phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, để điều tra xử lý về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, đồng phạm là đối tượng Đỗ Mạnh, sinh năm 1983, ngụ xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, cũng bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Theo điều tra của cơ quan công an, Lê Trọng Bằng là giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Hợp Phú, đã chỉ đạo Đỗ Mạnh thành lập hàng loạt công ty ma, sau đó tham gia đấu thầu hệ thống CT scanner 128 lắc cắt, máy chụp X quang di động cao tầng, hệ thống nội soi tán sỏi tủy mật ngược dòng, máy rửa ống soi thuộc dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định Bằng và Mạnh đã có hành vi thỏa thuận để một bên hoặc nhiều bên chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 20 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can tạm giam đối với Lê Trọng Bằng và Đỗ Mạnh để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật Hình sự. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận vừa triệt xóa một đường dây cho vay lãi nặng do Nguyễn Hoàng Sơn, trú tại phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội cầm đầu, thu lợi bất chính hơn 250 triệu đồng. Qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng tại phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, bắt giữ 6 người gồm Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Mạnh Quân, Hoàng Tuấn Anh, Phạm Tiến Trung, Cao Văn Nam và Nguyễn Văn Hiếu đều trú tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Các đối tượng khai nhận Sơn đã trả 8 triệu đồng tiền công. Các đối tượng có nhiệm vụ đăng tải thông tin quảng cáo trên mạng xã hội, đòi nợ, tạo áp lực với các con nợ. Ngoài ra, Sơn còn chỉ đạo các đối tượng khác cho vay tiền trả góp theo chu kỳ thời gian 40 ngày với lãi suất 20% một tháng. Đến nay, nhóm của Sơn đã cho hơn 50 người trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận vay với số tiền gốc cho vay trên 1,2 tỷ đồng. Số tiền lãi đã thu lợi bất chính là hơn 250 triệu đồng. Hiện vụ việc công an đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Một đường dây mua bán tàn trữ trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam vừa bị công an huyện Tương Dương, Nghệ An triệt xóa, bắt giữ 5 đối tượng. Tại Bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, lực lượng công an triệt phá đồng loạt 5 vụ, 5 đối tượng gồm Lương Thị Đa, Lô Mây Sáo, Nguyễn Văn Thái, Vi Văn Còng và Sên Văn Ngọc, cùng trú tại huyện Tương Dương về hành vi mua bán tàn trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 988 viên ma túy tổng hợp, 39,9 gram heroin, 9 súng tự chế, 12 dao kiếm các loại, phá dỡ 5 lán, trại do các đối tượng dựng trong rừng. Nhóm đối tượng này thường xuyên cấu kết, móc nối với các đối tượng bên kia biên giới, hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Các đối tượng trong đường dây từng có tiền án, tiền sự về ma túy và luôn trang bị vũ khí nóng nhằm chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La vừa chủ trì phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc, cục phòng chống ma túy và tội phạm và công an huyện Mộc Châu đã làm nhiệm vụ tại khu vực bản Hông Húa, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Sơn La, thì bắt quả tang Thào A Dơ, 24 tuổi và Thào A Nến, 25 tuổi, cùng trú tại bản Tà Phền, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp, 2 xe máy, 3 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan khác. Tổ công tác Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển vừa cho biết đơn vị này đã kiểm tra và phát hiện bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 80.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc tại vùng biển Tây Nam.
Trước đó, ngày 7 tháng 6, tại khu vực biển cách đông nam Côn Đảo khoảng 100 hải lý, tổ công tác cục nghiệp vụ và pháp luật cảnh sát biển phát hiện tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu TH92237TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu cá có 5 thuyền viên do ông Nguyễn Thanh Tùng, 56 tuổi, trú tại phường 2, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang làm thuyền trưởng. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Tùng khai nhận tàu TH92237TS đang vận chuyển khoảng 80.000 lít dầu DO. Toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn hay chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, niêm phong số dầu không rõ nguồn gốc, sau đó dẫn giải phương tiện về cảng hải đội 301 tại thành phố Vũng Tàu, bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Còn tại Đồng Nai, tối qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng liên quan cùng đơn vị thi công và chủ hộ để xác minh nguyên nhân vụ cần trục xà lan thi công dự án bờ kè sông Đồng Nai va đập làm đổ sập nhà dân. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ chiều qua, khi chiếc xà lan đang thi công dự án bờ kè sông Đồng Nai đoạn qua khu phố Nhị Hòa, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, bất ngờ cần trục trên xà lan va đập vào ngôi nhà sát bờ sông của hộ bà Nguyễn Thị Thu Lan. Bà Lan cho biết chiếc xà lan đang chở theo một cần trục nặng hàng chục tấn để thi công, thì cần trục phía trên xà lan va vào tường nhà, rồi kéo cả ngôi nhà đổ sập xuống sông Đồng Nai chỉ trong chốc lát. Thời điểm xảy ra sự cố đang có gần 10 người là người thân của gia đình vui chơi câu cá gần khu vực xảy ra sự cố, nhưng may mắn không có ai bị thương. Chiếc cần trục cũng đã bị đổ sập xuống khu đất nhà bà Lan, khiến nhiều cây cối và vật kiến trúc khác của gia đình cũng bị hư hỏng theo. Khu vực xảy ra sự cố thuộc gói thầu thi công số 6 do công ty Hùng Vương thi công, thuộc dự án bờ kè sông Đồng Nai và chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Đồng Nai. Chương trình tiếp tục với các thông tin đời sống đáng chú ý khác. Thưa quý vị, cựu chiến binh Lê Quốc Trong, khu phố Phú Mỹ, phường Xuân Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai là một trong những người mạnh dạn tiên phong làm mô hình du lịch sinh thái vườn được 5 năm và đã mang lại thành công bước đầu rất khả quan. Để mô hình du lịch sinh thái vườn mang lại hiệu quả tích cực, cựu chiến binh Trong đã nỗ lực không ngừng, suốt quá trình làm đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không ngừng trau dồi kiến thức về du lịch. Hiện tổng thu nhập từ mô hình làm du lịch sinh thái vườn khoảng 600 triệu đồng một mùa, nhờ đó mà cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều. Vườn du lịch sinh thái này của gia đình cựu chiến binh Lê Quốc Trong, khu phố Phú Mỹ, phường Xuân Lộc. Khu vườn rộng hơn 8 sào nằm trên khu đồi cao với không gian thông thoáng, mát mẻ. Đất đai nơi đây màu mỡ giúp cho cây trồng tươi tốt. Vườn nhà ông dự định sẽ mở cửa đón du khách đến tham quan, trải nghiệm khoảng 2 tuần nữa. Do vậy, trong những ngày này, vợ chồng ông tất bật lo dọn dẹp vệ sinh khu vườn cho sạch sẽ, từ nước chăm sóc các hàng hoa, chỉnh trang, tu bổ lại các căn chòi. Bản thân tôi là coi như cũng là thường xuyên là tham gia là các cái buổi tập huấn đó. Ngoài ra thì học hỏi mình đi học hỏi thêm các địa phương khác về các cái mô hình. Vườn mình không rộng nhưng mà còn cái là nó có cái được cái lợi thế là coi như là nó cũng có là cái cây trái cũng có trái rồi là coi như mình cũng trồng một số cây mà để cho phục vụ coi như cho khách du lịch. Đây là coi như cái địa thế của mình thì nó có là coi như thỉnh thoảng như cái đồi á, người ta là khách thì người ta là thích là những cái khung cảnh này. Vườn của gia đình trước đây trồng các loại cây không hiệu quả, đến năm 1995, ông mạnh dạn chuyển đổi thành vườn sầu riêng Thái R6 có giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, ông còn trồng thêm một số cây ăn trái như chôm chôm Thái, bòn bon, măng cụt, dâu. Năm 2019, lãnh đạo địa phương có chủ trương phát triển kinh tế du lịch sinh thái vườn trên địa bàn và tích cực vận động người dân tham gia. Nhận thấy mô hình mới có nhiều triển vọng và phù hợp với điều kiện gia đình, nên ông Trong mạnh dạn tiên phong làm và duy trì ổn định cho đến nay. Tham gia địa phương là một hội cựu chiến binh và một hội chiến binh gương mẫu, và anh đã cùng với gia đình đã canh tác cái sầu riêng này. Và từ năm 2019 thì địa phương là người phát động, thì anh là một trong những gương người tham gia cái du lịch vườn. Đặc biệt thì nói cái lượng khách về tham quan vườn anh hàng năm rất là đông. Trong vườn thì nói chung là đầy đủ hoa quả, trong đó sầu riêng, bonbon, chôm chôm, đặc biệt là cây sầu riêng. Thì nói chung là cái vườn của anh là đã đạt, và anh là một nông dân, gia đình anh là một nông dân giỏi, xuất sắc của cái địa phương. Trong thời gian vừa qua, ông Trong thường chăm lo,
giúp đỡ cho hội viên như giới thiệu nguồn vốn ưu đãi để hội viên có điều kiện đầu tư làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, vận động hội viên tham gia các chương trình tập huấn để nâng cao kỹ năng chăm sóc cây trồng, vật nuôi, huy động nguồn lực chăm lo cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ sự quan tâm giúp đỡ kịp thời đã tạo động lực cho nhiều hội viên nỗ lực vượt khó và vươn lên trong cuộc sống. Ngoài việc công tác xây dựng hội, đồng chí Trong cũng đã tích cực công tác tăng gia sản xuất, đặc biệt là có cái vườn của chú Trong là một trong những cái vườn du lịch sinh thái. Hàng năm đến mùa chôm chôm sầu riêng thì đón tiếp hàng trăm lượt nhân dân đến đây để tham quan, du lịch tham quan cái vườn sinh thái của chú Trong. Chú Trong từ cái vườn của du lịch của đồng chí Trong á, là nhiều hội viên cũng đã tích cực tham quan học hỏi để phát triển cái kinh tế vườn, tạo điều kiện để phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay trên địa bàn phường Xuân Lập có 14 hộ tham gia mô hình du lịch sinh thái vườn. Lãnh đạo địa phương đánh giá cao các mô hình này vì không những giúp đỡ cho người dân phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương. Thông tin vui trên lĩnh vực y tế. Bệnh viện Bưu điện vừa cứu sống người bệnh nhồi máu cơ tim cấp, sốc tim do huyết khối gây tắc hoàn toàn thân chung động mạch vành trái. Đây là trường hợp vô cùng hy hữu bởi người bệnh sẽ ngừng tim ngay, tỷ lệ cứu sống gần như bằng không. Bị những cơn đau thắt ngực cách đây 3 tháng, nhưng ông Nguyễn Văn Thành, chủ quan, không đi khám. Chỉ khi những cơn đau xuất hiện liên tiếp, ông mới đi khám tại bệnh viện Bưu điện. Ngay lúc này, ông xuất hiện cơn đau dữ dội, tụt huyết áp, trụy mạch, tím tái, vã mồ hôi. Chỉ trong 10 phút, ông được đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm, dùng thuốc vận mạch, tiên lượng xấu do huyết khối gây tắc hoàn toàn thân chung động mạch vành trái. Theo các bác sĩ, ca bệnh này rất hy hữu vì chỗ tắc động mạch vành trái nằm ở vị trí trọng yếu. Người bệnh vô cùng may mắn bởi vẫn còn chút huyết động, nhịp tim và quan trọng nhất là người bệnh lúc ấy đang có mặt tại bệnh viện, được các bác sĩ can thiệp khẩn cấp, kịp thời. Đó là một cái bệnh cảnh rất nặng. Đã nhồi máu cơ tim, sốc tim thì tỷ lệ tử vong tiên lượng ngay tại bệnh viện có thể lên tới 60-80%. Thế thì tới câu chuyện với một cái tinh thần là cấp cứu ngay tại trong viện, và chúng tôi đã tiến hành cấp cứu tối đa nhất. Bệnh nhân này rất hy hữu và rất đặc biệt một việc, đó là bệnh nhân lại tắc ngay một cái cục huyết khối, lại tắc ngay đoạn thân chung của động mạch vành trái. Thế nhưng ngay sau bệnh nhân này ngay tại trong viện, và lúc đó thì bệnh nhân vẫn đang còn một chút huyết động và có nhịp tim, thì chúng tôi tiến hành cấp cứu và tái thông dòng chảy ngay. Trong vòng khoảng độ 20 phút thôi, bệnh nhân đã tái thông dòng chảy và hút ra một cục huyết khối khá lớn. Nhưng mà hạnh phúc lắm. Nhưng nói chung là vợ con cũng ngồi ở ngoài kia cả, thì ai cũng đều bảo là ông là sống lại rồi. Chứ còn thực ra đúng là chết hôm qua hôm kia. Trung bình mỗi tháng tại đây cấp cứu và can thiệp cho hàng chục bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Đây là một bệnh phổ biến, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Bác sĩ khuyến cáo những người bệnh có yếu tố nguy cơ cao, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid máu, kèm theo các triệu chứng như đau thắt ngực, khó thở, thì cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được các bác sĩ thăm khám, tư vấn, điều trị kịp thời. Hướng tới kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và Tháng Hành động Phòng chống bạo lực gia đình tỉnh Đồng Nai năm 2024, trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao. Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan, đồng thời tổ chức các ngày hội gia đình ở địa phương với nhiều phần thi văn nghệ, thể thao. Năm nay, Ngày hội gia đình tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức vào ngày 28 tháng 6 tại Hội quán Trấn Biên với sự tham gia của 33 gia đình văn hóa tiêu biểu đến từ 11 huyện, thành phố. Các gia đình sẽ tham gia các phần thi, gia đình tài năng, nấu ăn, biểu diễn văn nghệ và biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu. Lãnh đạo Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai cho biết, tính đến tháng 5 năm 2024, nhà trường đang đào tạo 221 học sinh chính quy, các chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn. Cụ thể, âm nhạc phương Tây 108 học sinh, âm nhạc truyền thống 63 học sinh, múa 23 học sinh và thanh nhạc 27 học sinh. Hiện nay, nhà trường đang tổ chức các đợt tuyển sinh ở cơ sở với tổng số 80 chỉ tiêu cho các chuyên ngành. Đồng thời, nhà trường liên kết với Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo liên thông từ trung cấp cao đẳng lên đại học sư phạm âm nhạc. Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, quý khán giả có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.